Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thế giới của kênh tin tức Lekan News. Và tôi là Dương Linh, hân hạnh được đồng hành với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Và sau đây là những nội dung mới chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người dân có thể yêu cầu công ty đấu giá biển số ô tô hoàn tiền. Trao đổi sáng ngày 23 tháng 8 về việc tại buổi đấu giá biển số ô tô đầu tiên diễn ra vào 9 giờ 15 phút ngày 22 tháng 8, nhiều người đã không thực hiện thành công do nghẽn mạng. Luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cách xử lý của công ty đấu giá chưa tốt, gây bức xúc dư luận. Luật sư Hoàng Thị Thu, giám đốc công ty luật một thành viên Hoàng Thu cho biết, trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được, đơn vị tổ chức đấu giá có trách nhiệm dừng cuộc đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian đấu giá. Theo luật sư, trong trường hợp này, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia đấu giá, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cần nhanh chóng thông báo đến người tham gia đấu giá, thời gian tổ chức đấu giá lại, cũng như quyền lợi của người tham gia đấu giá trong phiên đấu giá lại. Ngoài ra, cần kịp thời phản hồi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại, yêu cầu của người tham gia đấu giá và khắc phục toàn bộ lỗi về mặt hạ tầng kỹ thuật để tổ chức phiên đấu giá lại theo đúng thời gian đã thông báo. Trường hợp công ty đấu giá hợp danh Việt Nam không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm nêu trên, người tham gia đấu giá có quyền yêu cầu đơn vị tổ chức đấu giá giải quyết hoàn tiền trả đặt trước và kiến nghị thẩm định lại điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của công ty này. Lao sầm vào đầu xe con, tài xế bất ngờ lùi lấy đà để húc tiếp. Clip ghi lại vụ tai nạn khó hiểu xảy ra vào tối muộn ngày 31 tháng 12 trên đường Dương Văn Bé, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một ô tô con lấn sang chiều ngược lại và đâm sầm vào chiếc xe con khác. Sự việc chưa dừng lại ở đó, tài xế cho xe lùi rất nhanh và bất ngờ húc thêm một lần nữa vào chiếc xe bị nạn. Sau đó người này thản nhiên rời khỏi hiện trường. Hành động của tài xế xe con khiến nạn nhân và những người chứng kiến không khỏi hoang mang. Tài xế không tỉnh táo à, lại còn cố tình đâm lần hai. Tài khoản Hiếu Trần bình luận. Bác tài bị đâm chắc cũng hoảng, xuống xe cũng dở mà ngồi yên cũng sợ. Đang yên lành thì gặp kẻ dở hơi, một dân mạng bày tỏ. Theo tài xế, chiếc xe bị đâm, trên đường bỏ chạy, người lái xe hung hăng trên còn gây va chạm với một vài xe máy. Vì sao cảnh sát giao thông không đưa thanh niên tố bị gậy va vào mắt đi cấp cứu? Ngày 23 tháng 8, liên quan vụ xác minh vụ nam thanh niên mổ mắt cấp cứu vì va vào gậy cảnh sát giao thông, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang xác minh làm rõ vụ việc. Vị lãnh đạo phòng BC08 cho biết, trước đó đội phát hiện xe máy có tốc độ 66 km/h, đoạn đường cho phép 60 km/h, sau đó xác định là anh N, 22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang cầm lái. Một cảnh sát giao thông trong tổ ra hiệu lệnh dừng xe. Lúc này anh không dừng lại mà tiếp tục đi. Một cảnh sát giao thông khác đang cầm gậy, đứng sau vài mét thấy vậy nên tránh né. Sau đó thanh niên này lái xe đi. Khoảng 20 phút sau, thanh niên này quay lại nói bị thương ở mắt, thì chiến sĩ kêu xe ôm gần đó chở đi bệnh viện. Hết ca công tác, tổ cảnh sát giao thông cùng tìm đến bệnh viện thăm thanh niên này, vì lãnh đạo nói thêm. Trước dư luận đặt câu hỏi tại sao cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác không đưa người bị thương đi cấp cứu, vị lãnh đạo cho biết. Anh em đang làm nhiệm vụ và đã đón xe ôm chở đi cấp cứu. Sáng cùng ngày, anh N cho biết, tôi xin xác nhận, tôi thấy hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông thứ nhất cách chốt 15 mét. Trước tôi có 2-3 xe đang chạy cùng tốc độ như xe tôi. Tôi đã lách sang phải để không gây nguy hiểm cho cảnh sát giao thông thứ nhất. Cùng lúc đó, có cảnh sát giao thông thứ hai đi ra rất nhanh từ đằng sau xe công vụ đang đậu sát lề đường. Khi đó, tôi cách chốt 5-7 mét, vận tốc xe tôi lúc đó khoảng 40 km/h. Tôi cảm nhận lực từ cây gậy điều khiển giao thông tác động vào mắt tôi là một lực đánh rất mạnh. Kính cận của tôi rất dày, cú va chạm này đã khiến mắt kính của tôi vỡ ngay lập tức và đâm sâu vào mắt trái của tôi. Bị tố tiếp bị cáo ngoài trụ sở, chánh án, thẩm phán tòa án tỉnh Lâm Đồng nói gì? Ông Đào Chiến Thắng, chánh án tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bị tố tiếp bị cáo bên ngoài trụ sở và gợi ý chung tiền để có mức án có lợi cho bị cáo. Thẩm phán Nguyễn Duy Hoài, chánh tòa, tòa hình sự, tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng bị tố cáo với nội dung tương tự. Người tố cáo ông Thắng, ông Hoài là ông Vũ Tiến Minh, 47 tuổi, ngụ Lâm Đồng. Tháng 11 năm 2021, ông Minh bị tòa án nhân dân huyện Đức Trọng tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Ông Minh là người đánh thành viên đoàn kiểm tra phòng chống dịch Covid vì bị quay phim.
Trong khi được tại ngoại theo kháng nghị, ông Minh đã gửi đơn tố cáo kèm video đến nhiều cơ quan tố tụng. Tố các ông Đào Chiến Thắng, Nguyễn Duy Hoài đã vi phạm quy định tố tụng khi gặp gỡ, tiếp xúc với ông Minh ở quán ăn. Trong quán phở, ông Thắng hỏi thì ông Minh nói rằng mình bị oan, có gửi đơn đến tòa án tỉnh. Chánh án Đào Chiến Thắng giải thích, lúc này tôi mới biết người hẹn gặp là bị cáo trong vụ án đang thụ lý. Do tình huống nên tôi nói cơ quan có nhận đơn của Minh và đã chuyển cho hội đồng xét xử để xem xét và không nói gì thêm cho đến khi ăn xong ra về, ông Thắng giải trình. Chánh án Đào Chiến Thắng cho rằng ông Minh tố cáo ông tiếp bị cáo tại quán ăn, ngoài trụ sở là không đúng vì trước khi tiếp xúc ông không biết Minh là ai. Ông Thắng nói tiếp, Vũ Tiến Minh nói ông và Thẩm Phán Hoài mặc cả với Minh là hoàn toàn sai sự thật. Vì khi thấy Minh, ông Hoài thông báo cho tôi biết và đi ra ngoài ngay. Va chạm xe buýt và xe tải khiến 15 người thiệt mạng, 36 người bị thương. Sáng ngày 28 tháng 8, theo giờ địa phương, vụ va chạm giữa một xe buýt và một xe tải đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương nặng tại bang Puebla, miền trung Mexico. Đáng chú ý, đa số nạn nhân là người di cư Venezuela đang trên đường di chuyển đến biên giới Mỹ. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Mexico dẫn thông báo từ các lực lượng chức năng địa phương cho biết, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi chiếc xe buýt chở người di cư đâm trực diện vào chiếc xe đầu kéo cỡ lớn tại km 91 trên đường cao tốc 135D nối hai thành phố Tehuacan và Osaka. Vụ va chạm ở tốc độ cao khiến cả hai phương tiện biến dạng trầm trọng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo thông tin ban đầu, 14 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và một nạn nhân tử vong ngay sau khi nhập viện. Toàn bộ 36 người bị thương đang được cấp cứu tại các cơ sở y tế. Trong số này, nhiều người bị thương rất nặng. Bộ Nội vụ Mexico hiện khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác hỗ trợ các nạn nhân và người nhà của họ, đồng thời thực hiện hoạt động điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hơn 200 công nhân may mặc đình công đòi nợ lương. Sáng ngày 23 tháng 8, hơn 200 công nhân của công ty may Thiên Thành Five Star đóng ở khu công nghiệp Đại Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh, đình công, tập trung trước khu vực cổng công ty để đòi nợ lương tháng 7. Hàng trăm công nhân của công ty may Thiên Thành Five Star đình công để đòi nợ lương. Nhiều công nhân cho biết, mặc dù đã gần hết tháng 8, nhưng đến nay, công ty vẫn chưa trả lương tháng 7 cho toàn bộ lao động với mức lương trung bình 5 triệu đồng trên người. Do thời điểm này chuẩn bị bước vào năm học mới, nên các công nhân đều cần tiền để mua sắm sách vở và đóng các khoản tiền học cho con. Vì vậy, hầu như toàn bộ công nhân của công ty đã cùng nhau nghỉ việc để yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết quyền lợi. Ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim 1 cho hay, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp Liên đoàn Lao động huyện Hương Sơn và lãnh đạo công ty may Thiên Thành Five Star đã tổ chức đối thoại với công nhân để tìm phương án tháo gỡ. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo công ty may Thiên Thành Five Star cho biết, hiện tại công ty đang gặp khó khăn do các đơn hàng đang gặp khó về đầu ra. Đây cũng là thực trạng chung của ngành may mặc. Do vậy, công ty mong công nhân chia sẻ và tạm thời sẽ chi trả 40% lương tháng 7. Trong tháng 9, thì công ty sẽ chi trả số tiền lương nợ còn lại. Ông Thư nói, theo bà Cù Thị Bích Thuận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hương Sơn, hiện có một số công nhân đồng ý với phương án được chi trả gần một nửa tháng lương và cho công ty nợ lương từ tháng 9. Tuy nhiên vẫn còn nhiều công nhân không đồng tình nên vẫn chưa quay trở lại công ty để làm việc. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với lãnh đạo công ty để giải quyết tiền lương cho công nhân. Hình ảnh vị Phó Thủ tướng dầm mưa trong rốn lũ và giải nắng trên công trường. Hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần tại nhà riêng ở thành phố Hải Phòng sau một thời gian lâm bệnh nặng. Hoạt động cuối cùng ông tham dự trên cương vị Phó Thủ tướng là dự hội nghị Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại trụ sở chính phủ chiều ngày 16 tháng 11 năm 2022. Trước đó, hôm ngày 19 tháng 10 năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến tận rốn lũ Thừa Thiên Huế để thăm hỏi bà con, chỉ đạo công tác ứng phó. Khi ấy, hoàn lưu bão số 5 kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa rất lớn diện rộng cả đồng bằng và miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với lượng mưa trung bình từ 500 đến 600mm, có nơi cao hơn. Nhiều nơi tại địa phương bị chia cắt, Phó Thủ tướng phải lội nước, đi thuyền mới tiếp cận được các hộ dân. Chỉ một ngày trước, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh nhanh chóng khắc phục những điểm bị chia cắt trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khôi phục giao thông thông suốt, chăm lo đời sống nhân dân.
Hồi cuối tháng 8, cơn bão số 4 với cường độ cấp 13 giật cấp 15 đã gây mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và Kon Tum. Trực tiếp ra hiện trường trước khi chuẩn bị vào cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các địa phương phải chạy đua với thời gian, làm sao hạn chế tối đa số người chết, bị thương do bão. Phát hiện 4 mẹ con tử vong bất thường trong căn nhà ở Cam Lâm. Lúc 13 giờ 15 phút ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, hàng xóm phát hiện căn nhà ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam của gia đình ông H, sinh năm 1971, có biểu hiện bất thường nên đã đi tới để kiểm tra. Tại đây, người dân địa phương đã không khỏi bàng hoàng khi thấy nhiều người trong gia đình ông H nằm bất động. Người dân đã lập tức hô hoán và cấp báo lực lượng chức năng địa phương. Khi lực lượng chức năng địa phương tới hiện trường đã xác định vợ của ông H và ba người con đều là nữ đã tử vong. Trong khi đó, ông H cũng đang thoi thóp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông tới bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Lãnh đạo xã Cam An Nam cũng cho biết thêm, người con gái lớn của ông H đang học ở một trường đại học tại Huế, người con nhỏ nhất đang học trung học cơ sở. Hiện công an huyện Cam Lâm, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phong tỏa căn nhà để tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ. Bị cản trở ở Trung Quốc, nhiều hãng sản xuất 500 chuyển hướng sang Việt Nam. Hãng tin An Reuters ngày 22 tháng 8 năm 2023 dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết các công ty sản xuất 500, trong đó có công ty cung ứng cho Apple, chuẩn bị mở nhà máy tại Việt Nam do những áp lực kiểm soát đất hiếm của Bắc Kinh. Cụ thể, hãng Star Group Industrial của Hàn Quốc cũng là bên cung ứng 500 cho hãng sản xuất xe điện VinFast của Việt Nam và Hyundai Motor của Hàn Quốc cho biết đầu tư 80 triệu đô la xây dựng một nhà máy mới ở Việt Nam và dự kiến đi vào sản xuất năm 2024. Star Group Industrial hy vọng tăng gấp đôi sản lượng lên đến 5.000 tấn 500 cao cấp vào năm 2025, đủ để cung cấp cho 2 triệu xe điện so với mức hiện tại là 3.000 tấn trên một năm từ các nhà máy ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Tương tự, tập đoàn Baotu INST của Trung Quốc chuyên sản xuất 500 cho thiết kế mạch điện tử và cũng là nhà cung ứng linh kiện cho hãng Apple, dự trù mở rộng nhà xưởng sang Việt Nam. Tuy nhiên, khoản đầu tư ban đầu của INST giới hạn ở mức vài triệu đô la. Mức đầu tư có thể sẽ được tăng nhiều hơn trong giai đoạn thứ hai với việc xây dựng nhà máy riêng cho hãng. Giải thích với Reuters, Star Group Industrial của Hàn Quốc cho rằng đây là một phần của biện pháp đối phó trước việc Trung Quốc siết chặt chính sách kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu thô và công nghệ liên quan đến đất hiếm có nguy cơ dẫn đến tình trạng bất ổn về nguồn cung. Về phần mình, INST nêu lên áp lực từ khách hàng yêu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng. Reuters dẫn hai nguồn thạo tin giấu tên cho biết thêm, một hãng khác của Trung Quốc là Marsau cũng quyết định mở nhà máy tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2024. Ngoài việc có chi phí lao động thấp, khả năng tiếp cận thị trường cao nhờ có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Việt Nam còn có trữ lượng đất hiếm chưa khai thác cao chỉ sau Trung Quốc cũng như ngành công nghiệp khai thác chế biến còn non trẻ. Với những tiềm năng này, Việt Nam có thể trở thành đối thủ cạnh tranh lớn, sản xuất 500 có một vị trí chiến lược quan trọng vì đây là một linh kiện thiết yếu cho việc sản xuất xe điện, tua bin gió, vũ khí và điện thoại thông minh. Sân bay Long Thành chuẩn bị khởi công nhà ga hành khách, đường băng cất hạ cánh. Ngày 23 tháng 8, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV cho biết, vào thứ Bảy tới, tức ngày 26 tháng 8, sẽ tổ chức khởi công xây dựng công trình nhà ga hành khách và đường băng cất hạ cánh của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Theo ACV, đây là những công trình quan trọng, có giá trị lớn của dự án sân bay Long Thành. Cụ thể, công trình nhà ga hành khách giá trị lên đến hơn 35.000 tỷ đồng, thời gian thi công 39 tháng, được đánh giá là gói thầu có giá trị lớn và có tính chất phức tạp nhất hiện nay. Nhà ga được thiết kế theo hình ảnh hoa sen, gồm một tầng trệt và 3 tầng lầu. Tổng diện tích sàn là 376.451,32m², chiều cao đỉnh mái là 45,55m, bố trí 40 vị trí đổ gần cho các máy bay. Còn công trình đường băng cất hạ cánh có trị giá 7.308 tỷ đồng, thời gian thi công 700 ngày, đường cất hạ cánh có chiều dài 4.000m, rộng 45m, hệ thống 2 đường lăn song song, 6 đường lăn thoát nhanh, các đường lăn nối, diện tích khoảng 69,3 hectare, 4 sân đổ tàu bay và các sân đổ phương tiện phục vụ mặt đất với diện tích khoảng 12,4 hectare. Ngoài ra, còn các hạng mục hạ tầng giao thông đi kèm như hệ thống đường công vụ khu bay có tổng chiều dài 29,67 km, hệ thống thoát nước mưa khu bay, hệ thống đèn hiệu sân bay, hệ thống chiếu sáng sân đổ tàu bay.
hệ thống thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác, đạt tiêu chuẩn CAT2, hạng mục băng ống và hố ga để lắp đặt cáp cho hệ thống cấp điện nguồn và ICT. Bên cạnh đó còn có các công trình phụ trợ như hệ thống hàng rào an ninh khu bay, bốc gác để đảm bảo công tác an ninh, ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng những tin tức chúng tôi vừa cập nhật sẽ đem lại những thông tin thiết thực và hữu ích cho quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!